Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì nó sẽ là một cái video không giống như mọi lần, mà đây sẽ là một cái video mà mình muốn gợi ý và hướng dẫn anh em đôi chút về cách build PC trong khoảng giá đâu đó từ trên dưới 20 triệu để làm sao mà mình build được một cái cấu hình gaming PC mà ưng ý nhất. Thì đầu tiên, gaming PC thì chắc chắn là mình sẽ liệt kê theo từng linh kiện để anh em xem. Vẫn là con CPU. CPU thì với cái phân khúc giá mà trên dưới 20 triệu thì mình nghĩ là cái con Core i3-10105F vẫn là một cái sự lựa chọn hợp lý nhất ở trong cái phân khúc này. Đây mình sẽ chọn là con Core i3-10105F. Về main, main thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Nếu mà hiện tại để chạy tốt cái con Core i3 này thì chỉ cần một con H510M-K là anh em có thể dùng rất là ok rồi. Tuy nhiên, sau này nếu mà anh em có nhu cầu mà lên Core i5 thì anh em có thể tham khảo thêm một số mã main B560. Mình sẽ gợi ý cho anh em một số mã main nhá. Ví dụ như là con Gigabyte B560M Gaming HD này, đây cũng là một con B560 khá là ổn, để sau này anh em tiện có thể nâng cấp lên Core i5. Còn anh em nào mà thích kiểu như là 4 khe RAM này, có giáp này đẹp, hình thức đẹp, mẫu mã để về đẹp ok đấy, thì anh em sẽ chọn con B560M dòng cao hơn. Ví dụ như là Gigabyte thì có con Aorus này. Aorus thì mình có con Aorus Pro đấy, 3690, rất là đẹp, 4 khe RAM, có giáp, tản các thứ. Asus thì có con B560G đấy, cũng rất là đẹp đấy, có thêm cả wifi này. Còn MSI thì sẽ có con B560M Mota đấy. Thì mỗi hãng nó sẽ có một cái main, nó sẽ có phân khúc để cho anh em lựa chọn. Còn mình thì với cấu hình gaming PC thì mình sẽ không bỏ quá nhiều tiền vào main, mình sẽ tối ưu hơn về cấu hình để làm sao để cho chơi game ok nhất, thì mình vẫn sẽ chọn là H510M-K thôi. Về phần RAM thì đương nhiên là bây giờ mình sẽ không dùng 8GB RAM nữa, mà mình sẽ ưu tiên 16GB RAM hơn, vì là bản thân mình đã từng trải nghiệm 8GB RAM và 16GB RAM rồi, thì đương nhiên là 16GB RAM thì sẽ cho trải nghiệm tốt hơn khá là nhiều. Nên là mình sẽ chọn là 16GB RAM, và kit RAM vẫn là kit RAM quen thuộc Kingston Fury Beats 16GB, 2 thanh 8 bớt 266. Ok. Cái cạc mình để cuối cùng nhá. Mình sẽ dành con cạc cho cuối cùng. Vỏ thì bên mình mới về một mã vỏ khá là đẹp. Con Lux M. Đây. Hiện tại thì cái Sigmatic nó về series vỏ này, Lux này khá là hay. Và có con Lux M này. Nó là size vỏ MATX, có sẵn 3 fan RGB, mặt lưới thoáng khí. Đây, mức giá khá là hợp lý. Anh em mà build main nhỏ, main mờ thì có thể dùng cái vỏ lắc mờ này đều rất là hợp lý. SSD thì đương nhiên là mình sẽ ưu tiên SSD 512GB, vì là bây giờ 256 nó cũng không còn được nhiều nữa. 256GB các bạn cài Win xong, cài một số phần mềm và cài game thì nó sẽ không chứa được nhiều game nặng, nên là mình sẽ ưu tiên là SSD 500GB. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ xoay quanh câu chuyện là nguồn và các đồ họa. Thì nguồn mình sẽ chọn một mã khá là trung lập một chút, là có thể là dùng được khá nhiều con cạc tầm trung. Thì mình sẽ dùng nguồn 550 của Cooler Master chuẩn 80 Plus Bron. Rồi, như vậy là tổng bill của mình hiện tại đang là 9.636.000. Vậy thì ở phân khúc này các bạn sẽ có những lựa chọn cạc đồ họa nào? Thì bây giờ cái lựa chọn cạc đồ họa về tầm 10 triệu, 9-10 triệu rất khó. Tầm đấy các bạn sẽ có cạc là 1650 Super này, hoặc là 1660. Nhưng mà những mã đấy thì thường là không có hàng, hoặc có hàng thì giá sẽ rất là cao. 1650 Super bây giờ một số shop lớn cũng không có hàng. Mà 1660 bây giờ các bạn build thì nó cũng vào khoảng gần 13 triệu, khoảng 13 triệu. Nếu mà 13 triệu mà build 1660 cộng vào cấu hình này thì đâu đó nó cũng khoảng 22 triệu, đúng không ạ? 22 triệu. Còn nếu mà xuống 1650
Nếu xuống 1650 thì nó rất là dở. 1650 ví dụ như là mình chọn một con 1650 Litech chẳng hạn. Nếu mà chọn vào thì mức giá hiện tại nó cũng chỉ rơi vào khoảng là 16 triệu 3 thôi. Vậy làm sao để có một cấu hình gaming PC mạnh nhất trong phân khúc trên dưới 20 triệu? Thì giải pháp hôm nay sẽ là con cạc RX 6600. Đây, 6600. Mình sẽ chọn mã cạc RX 6600 của Adrock đi. Đây là một mã cạc mà hiện tại có mức giá rất là hợp lý, 13.790.000. Có hai fan này, có ống đồng to và có backplate khá là đẹp. Thì mình sẽ chọn cái mã cạc này vào. Thì các bạn thấy là hiện tại cái tổng giá của cả bộ PC này đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng là 23.426.000. Đó, đây là một mức giá cực kỳ hợp lý. Bởi vì mình phân tích luôn, nếu như các bạn chọn 1660 hoặc 1660 Super thì nó cũng ở trong phân khúc giá này. Tuy nhiên, hiệu năng của 6600 thì nó lại cao hơn 1660 hoặc 1660 Super rất là nhiều. Hiệu năng chơi game của 6600 nó tiệm cận hoặc là ngang, thậm chí là có một số tựa game nó còn hơn cả 2060 Super. Nên giải pháp 6600 là giải pháp mà tối ưu nhất về giá thành và hiệu năng bây giờ. Tầm này các bạn chơi game thì các bạn đừng build 1660 hay là 1660 Super làm gì cả, cực kỳ tốn tiền. Hai cái mã gạc đấy nó đắt lên bởi vì là nó hỗ trợ tốt cho vấn đề đào coin thôi. Còn tầm này chơi game thì anh em cứ dùng 6600 cho mình, ngon hơn hẳn. Như vậy thì với mức giá 23.426.000, các bạn sẽ được khuyến mại gì? Đầu tiên, nếu mà các bạn chọn giảm giá trực tiếp thì sẽ được giảm giá 600.000 vào tổng giá. Mức giá nó sẽ đâu đó vào còn khoảng là 22.800.000. Đấy. Còn nếu mà chọn voucher mua hàng thì các bạn sẽ được một voucher mua hàng trị giá 1 triệu. Các bạn có thể dùng 1 triệu này để mua tản nhiệt. Đó. Ví dụ mình chọn một con tản nhiệt nước chẳng hạn. Đây. Anh em nào mà thích đẹp thì có thể chọn một con tản nhiệt nước này. Tản nhiệt nước này thì là con Zoom Flow. Giá là 1.790.000. Tuy nhiên thì áp dụng cái voucher 1 triệu vào thì giá nó sẽ chỉ còn là 790.000 cho một con tản nhiệt, cho một con tản nước rất là ngon. Đấy. Nên là tổng kết lại, hôm nay mình muốn gợi ý cho anh em một cấu hình mà khoảng trên 20 triệu một chút nhưng mà có hiệu năng chơi game cực kỳ mạnh và ổn định. Đó. Chứ tầm này anh em đừng build 1660 làm gì cả. Đó. Như vậy là mình đã xong cái gợi ý và xong cái video ngày hôm nay. Anh em nào mà có nhu cầu build cấu hình hoặc là có nhu cầu tư vấn thì cứ inbox trực tiếp cho Facebook của mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Còn ok, hôm nay thì mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại anh em ở những cấu hình tiếp theo.